Rất là khen cái quán nướng chảo này nhá. Đi ăn nướng thôi mà decor xinh như quán cà phê. Đã thế quầy like còn đa dạng xỉu. View tầng 2 nhìn ra đường tàu siêu chill luôn. Nếu mọi người vẫn đang phân vân không biết chọn quán buffet nướng nào vừa ăn vừa ngắm được thì mời mọi người ngã vào chọn quán nhà mình nhá. Đảm bảo là ưng ý. Ở đây sẽ có hai giá vé buffet là 199 và 249 vào buổi trưa, có tăng nhẹ vào buổi tối lẫn thứ bảy chủ nhật nha. Điểm cộng đầu tiên là quầy like dài 8m, rất gọn gàng xinh xắn. Đồ khai vị có cơm cuộn, nem chua rán, gà rán, bánh mì phô mai, khoai tây chiên, mì ý với thêm tí tí loại salad nữa, chất lượng rất là ok luôn. Đồ nướng thì có bò tảng, thịt lợn, thịt bò, nấm, bạch tuộc, rau, nấm, xúc xích cũng như các quán buffet khác mình thường thấy, nhưng phải công nhận là trông ngon mắt hơn nhiều ha. Tới sốt chấm cũng đa dạng nốt, nào sốt me quen thuộc, sốt trứng muối, nước chấm hải sản, đến cả sốt hương thảo lạ miệng mà mình chưa thấy ở đâu có. Set meat lover buffet này còn có phục vụ thêm nướng than hoa bên ngoài, có cả sườn, cả cánh gà các thứ các thứ. Thêm 50k gọi set seafood buffet thì thêm các loại hải sản nữa. Cơ mà thôi nhá, giới thiệu đến đây là mỏi miệng lắm rồi, bây giờ thì ăn thôi. Cái bò bỏ lò phô mai này hình như bàn nào người ta cũng tặng thì phải. Tưởng đồ tặng là không ngon, ai ngờ ngon phết. Siêu nhiều phô mai, ăn béo ngậy đã cực. Cơ mà vị thiên ngon ấy sẽ nhanh ngấy. Vẫn cứ là đi vài đường cơ bản, cho bơ, cho thịt vào, nướng rồi dưới sốt me chua chua ngọt ngọt lên là cuốn cái miệng nhất. Phải khen là chất lượng thịt thả đây ok lắm nha. Thịt mềm chứ không bị dai nhanh nhách như một số chỗ. Hơn nữa tẩm ướp cũng cực kỳ vừa vặn, ngon đồng đều mọi người ạ. Nhân viên thì nhiệt tình quá mức yêu cầu luôn, dễ thương lắm ý. Hải sản thì mình thấy hàu phô mai ngon, ốc to béo nhưng nước chấm hải sản có mù tạt nên mình không thích lắm. Sốt hương thảo tất nhiên là thơm mùi lá hương thảo rồi, ăn cùng bò lạ lạ hay hay. Sốt trứng muối ăn ổn nhưng chưa xuất sắc, ngon nhất với mình vẫn là sốt me chân ái thôi. Cuối bữa mọi người có thể tạt nhẹ qua cái lai tráng miệng lấy hoa quả hay là sữa chua, caramel, chè thạch gì tùy ý nè. Nói chung là lâu lắm rồi mới tìm được một quán buffet nướng chảo khá là trọn vẹn như thế này, nên nếu thích mọi người có thể lưu lại nha. Và đây là chọn quán ở 168 Hào Nam, cực kỳ đáng thử đó. Bây giờ thì bye bye.